hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm tiếp thị liên kết sản phẩm của shop Atok nha. Để làm tiếp thị liên kết với TikTok Shop thì điều đầu tiên các bạn phải có cái biểu tượng giỏ hàng này. Nếu bạn nào chưa có thì hãy làm theo mình nha. Vào App Store trên điện thoại iPhone hoặc CH Play trên điện thoại Android, tìm ứng dụng TikTok Seller rồi tải nó về. Sau đó mình đăng ký tài khoản Seller bằng TikTok hoặc là bằng số điện thoại. Ưu tiên là mình đăng ký bằng tài khoản TikTok mình hiện có luôn để nó tự động liên kết luôn nha mọi người. Rồi mình sau đó nó sẽ hiện ra một cái bảng để cho mình là cập nhật cái chứng minh nhân dân hai mặt để họ xét duyệt. Nhớ là bạn phải trên 18 tuổi thì nó mới được duyệt nha mọi người. Rồi sau khi được duyệt, các bạn vào lại TikTok thì bây giờ nó đã xuất hiện cái phần giỏ hàng này. Ấn vào thêm sản phẩm liên kết. Mọi người search từ khóa là 3 thước food thì nó sẽ hiện ra những cái sản phẩm của nhà mình. Cứ thêm những cái sản phẩm mà mình muốn làm clip mà mình gắn vào để cho người khác mua và mình hưởng hoa hồng á, nó có thể hiện lên cái phần tiền mà mình kiếm được sau khi mình bán được mỗi cái sản phẩm ở trên đây luôn nha. Rồi bây giờ mọi người quay cái video, mọi người tải lên và mọi người bấm vào cái phần là thêm liên kết. Sau đó mọi người chọn sản phẩm trong cửa hàng, rồi mọi người bấm vào thêm. Đó, bấm vào thêm. Sau đó mọi người có thể đặt tên cho cái sản phẩm nó hiện lên trên cái video của mọi người luôn. Rồi bạn sẽ thấy sản phẩm được gắn vào. Lúc này bạn chỉ cần nhấn đăng video là được. Khi video được tải lên, người xem sẽ thấy ngay cái link sản phẩm được gắn ở dưới, ở phía góc trái. Khi họ click vào mua sản phẩm, trên mọi cái sản phẩm mọi người bán được sẽ nhận được phần trăm hoa hồng mà. Rồi bây giờ các bạn chưa hiểu hay còn thắc mắc những gì, có thể comment bên dưới để nhà bán thức giải thích và hỗ trợ cho các bạn thêm nhé. Việc gắn liên sản phẩm tiếp thị liên kết như vậy rất là dễ kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập mà không mất quá nhiều thời gian và công sức hay là tiền bạc hay là bỏ vốn nhập hàng. Chúc các bạn thành công nha.